Rất hân hạnh được gặp lại mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà Đất Thị Hùng bán nhà Gò Vấp và Tân Bình, cũng như trên hệ thống website nhà đất thị hùng .com và trên hệ thống Facebook Nhà Đất Thị Hùng bán nhà Gò Vấp và Tân Bình. Chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với trục đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đến với một căn nhà với diện tích ngang 4,5m, độ dài 12m và được thiết kế là một lửng và hai lầu. Và nhà mình có hướng là hướng nam, vừa với những hai phong thủy là đông tứ trạch. Và căn nhà mình thì nằm trong một con hẻm rất là rộng, đường trước nhà khoảng chừng 6m nha mọi người, và nhà mình nằm ở cuối con hẻm luôn, con hẻm cụt. Con đường trước nhà mình này, con đường này thì chúng ta có đám tiệc hoặc là xe hơi xe tải vào nhà mình rất là thoải mái và dễ dàng nha. Có vỉa hè ở bên này nè mọi người, vỉa hè 2m này, trồng cây xanh. Khu vực này đường rất là rộng và nằm sát với mặt tiền đường chính luôn, cách mặt tiền đường chính của chúng ta khoảng chừng 15m thôi. Khu này là một khu nhà phố đồng bộ, có 3 căn nhà rất đẹp. Và nhà mình thì được trang trí nội thất cũng khá là sang trọng. Chúng ta sẽ vào bên trong nha. Và căn nhà này đang được bên Hùng chào bán với giá là 5 tỷ 400 triệu đồng, còn thương lượng với anh chủ nhà. Và ở đây chúng ta có một lớp cổng sắt phía ngoài. Và di chuyển trong thì chúng ta có khoảng sân đậu xe máy này, khoảng hơn 1m này. Khoảng sân này chúng ta đậu được 2-3 xe máy nha. Và di chuyển vào phía trong nữa, chúng ta sẽ tới với lớp cửa chính, lớp cửa sắt màu trắng. Và di chuyển trong đây chúng ta sẽ tới với phòng khách này. Phòng khách của nhà mình thì được gia chủ tặng kèm sofa và tủ kệ tivi. Và nhà chúng ta thiết kế một trệt, một lửng và hai lầu sân thượng trước. Với hướng nhà là hướng nam, phù hợp với những ai phong thủy là đông tứ trạch. Và căn nhà này được gia chủ tặng kèm như là sofa, rồi bàn ăn và rất là nhiều nội thất trang trí khác nhau, sẽ được gia chủ tặng lại khi chúng ta mua. Đây chúng ta sẽ vào bên trong. Ta để ý thấy này, trần thạch cao, đèn chiếu sáng nha, khá đẹp. Và đây chúng ta có bộ sofa được gia chủ tặng kèm khi mua, và với giá bán rất là mềm, phù hợp cho những gia đình nào có tầm tiền khoảng tầm hơn 5 tỷ. Thì đây là một sản phẩm nhà bán một sẹt đường xe hơi vào tận nhà, và có giá mềm đang được Huy Hùng chào bán và gửi đến mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà Đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp và Tân Bình, cũng như là trên hệ thống website nhà đất huy hùng .com và trên hệ thống Facebook Nhà Đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp và Tân Bình. Chúng ta đang tham quan căn nhà giá mềm 5 tỷ 400 triệu đồng thôi nha mọi người, với sofa, bàn ăn. Và di chuyển vào phía trong thì chúng ta sẽ thấy cầu thang với tay vịn được làm chất liệu của gầm xe, lan can kính cường lực 10 ly và mặt đá hoa cương. Phía bên này có cầu thang thì chúng ta có tủ rượu này, tủ rượu rất lớn được làm chất liệu gỗ sồi. Và di chuyển vào phía trong thì chúng ta sẽ tới với khu vực phòng bếp. Phòng bếp của nhà mình thì với bộ bàn ăn 4 ghế nhìn rất đẹp, và hai bên tường khu vực phòng bếp thì gia chủ ốp gạch và dán giấy dán tường, có quạt gió. Phía sau chúng ta có tủ rượu nữa nha mọi người. Nhà mình có tới 2 tủ rượu. Phòng bếp này có một tủ rượu bếp màu trắng và khu vực để tủ lạnh cũng như là khu vực để máy giặt. Đây là phòng bếp của nhà mình. Với một cái phòng bếp rất đẹp như thế này. Và diện tích của nhà mình là ngang tới 4m6 nha. 4m6. Độ dài là 12m. Và giá bán chỉ có 5 tỷ 400 triệu đồng thôi. Nhà chính chủ sẽ ở rất chắc chắn và kiên cố. Đang được Hùng chào bán và gửi đến mọi người chúng ta. Ở phía đây thì chúng ta có một cái phòng vệ sinh dưới tầng trệt để chúng ta sử dụng ở dưới tầng trệt này. Sinh với bồn cầu, lavabo và vòi tắm hoa sen. Mình đang quay từ phía sau ra này. Nhà mình thì có 4 phòng ngủ cũng như là sân thượng trước nha. Rồi chúng ta sẽ lên tham quan 4 phòng ngủ này. Nhà mình thì đúc bê tông cốt thép hết luôn nha mọi người. Đây chúng ta đang lên tham quan phòng ngủ. Tất cả phòng ngủ nhà mình đều có phòng vệ sinh trong. Đây là phòng ngủ số 1. Phòng ngủ khá rộng này mọi người, có cửa sổ ra bên cầu thang luôn. Và có quạt gió cũng như là ống máy lạnh cũng đã được gia chủ gắn sẵn rồi. Phòng vệ sinh trong. Đây là phòng vệ sinh.
với bồn cầu, lavabo và vòi tắm hoa sen. Tầng lửng thì chúng ta có một phòng ngủ dành cho người già nhé. Rồi này chúng ta có một sảnh mini ở phía ngoài nữa này. Sảnh này thì chúng ta cũng khá nhỏ, chúng ta có thể để những cái bàn trang trí thì cũng được. Rồi mình sẽ di chuyển lên trên lầu. Trên lầu thì chúng ta còn 4 phòng ngủ cũng như là sân thượng trước. Chúng ta nâng lên lầu 2. Cái phòng ngủ tầng lửng thì chúng ta dành cho người già. Đây là phòng ngủ trên lầu này, với một phòng ngủ khá rộng này. Ngủ này thì chúng ta với gia đình rất là ok nha. Ngủ số 2 có quạt gió luôn. Và phòng vệ sinh này. Phòng vệ sinh có lầu 2 thì chúng ta sử dụng chung, với phòng vệ sinh khá rộng. Và ngoài này chúng ta sẽ có khu vực phòng ngủ số 3. Phòng ngủ số 3 này mọi người, đây phòng ngủ này rộng này. Phía trước thì chúng ta có ban công và cửa ra ban công. Phòng ngủ này thì gia chủ sử dụng tủ kệ tivi và tranh treo tường nhé. Trước đây thì chúng ta có ban công này. Này chúng ta có ban công nha mọi người. Ban công mở cửa này ra thì có ban công. Đây là phòng ngủ số 3. Rồi mình sẽ qua phòng ngủ số 4 cũng như là sân thượng phía trước. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 4, phòng ngủ trên cùng. Phòng ngủ này thì giáp với sân thượng luôn. Ta có 4 phòng ngủ. Trên mái này chúng ta đúc luôn nha mọi người. Mái đúc luôn. Và sân thượng phía trước của nhà mình này rất rộng rãi và cực kỳ thoáng mát. Gió mát, rất là mát nha mọi người, hướng nam. Rồi giá bán là 5 tỷ 400 triệu đồng. Rồi nhà đất Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.